Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình AirDrop từ dự án là CrossMeshSwap. Chương trình AirDrop này nó phần thưởng như sau nè các bạn. Đây thì trong chương trình bán hàng sale 1 BNB bằng 66, top càng CX nè. Đây thì top invite là từ này là top rep, những người nào mà nhận tiền rep giỏi nhất thì nhận từ top 1 đến 100 thì get 5.000 tập cần CX này bạn. Đây thì chương trình này góp mình tham gia là random 2.000 người may mắn sẽ nhận được 10.000 CX này bạn. Rồi đây tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở cái link form của mình ra các bạn. Còn cái này thì những cho những người tay mười top 10 trader giỏi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nè bạn. Các bạn follow medium liquid các bạn, các follow minimum. Các bạn lưu ý các bạn minimum, nếu mà các bạn follow không được thì các bạn copy cái link này nè. Các bạn bắt vào Google các bạn follow các bạn. Rồi các bạn follow Twitter và delete cho inbox. AirDrop này sẽ end sau khi 4 ngày trong 4 ngày bán hàng phi sale các bạn. Trong chương trình kết thúc 4 ngày nó bán kết thúc bán hàng các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của mình nè. anh.vinh@gmail.com. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain trên Chocolate hoặc là với Safibank các bạn. Còn các bạn nào dùng địa chỉ MetaMask thì các bạn nhớ tích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nè. Ai mà trúng kèo random này là ngon lắm nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Các cộng em mới một quá. Tiếp tục username minimum của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn follow minimum thì các bạn nhấp vào trang minimum của tất cả thì các bạn sẽ gặp được username minimum của tất cả các bạn. Những username này mình sẽ không hướng dẫn các bạn đâu các bạn. Tiếp tục thì link username liquidwin thì các bạn cũng cứ nhấp vào cái dưới ở trang cá nhân của bạn thì sẽ thấy username liquidwin của tất cả các bạn nha các bạn. Liquidwin thì các bạn cứ copy cái dòng thời gian liquidwin của mình các bạn. Dòng thời gian trang cá nhân của tất cả các bạn. Rồi các bạn copy nè. Tại sao đứng máy tại. Rồi sau khi các bạn copy xong các bạn mới đắp lại các bạn. Rồi các bạn dán cái dòng thời gian đó vào các bạn. Các bạn lưu ý các bạn bỏ cái từ dấu chữ in nè các bạn. Rồi các bạn nhớ thêm mã cộng đầu tiên các bạn. Rồi cái mã gấp phơ này thì mình các bạn đi nguyên các bạn, nếu không có thì các bạn điền giùm mình ở cộng anh 4-1 các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn thôi, cộng anh 4-1 luôn. Rồi các bạn bấm việc là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chuyện này góp từ sáng CrossMeshSwap nên đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.